trộn tùm lum đề lại. Thế còn không hẳn nó là cái vẽ gì đâu. À, cho nên là hoặc là các em đeo cái đề mà cô để, em tự so sánh với cái đề mà em in từ cái trên mạng em đeo cũng được, là so sánh với cái đề không phải là nó y chang cái mã nào ở trên ở trong cái kỳ thi năm ngoái, nhưng mà nó tương tự thôi á, cô sửa là cô chỉ sửa tí thôi. Ví dụ hỏi là tỷ lệ kiểu gen mang một alien trộn, có thể cô đổi thành là tỷ lệ kiểu gen mang hai alien trộn, cô chỉ đổi tí không đổi nhiều ha. Bây giờ mình bắt đầu dạy nè, câu 81. Theo lý thuyết thì bằng phương pháp gây đột biến tự đa bộ từ các tế bào thực vật mà kiểu gen B lớn B nhỏ và B nhỏ thì không tạo được tế bào tứ bội có kiểu gen nào sau đây? Ở đây nó kêu mình là từ tế bào ha, mà lại thành đa bội hóa. Vậy thì bây giờ nhá, nếu mà kiểu gen B lớn đa bội hóa, tức là gấp đôi nó lên thôi ha, tự đa bội á, gấp đôi nó lên thì nó thành ra bốn chữ B lớn. Mà nếu như từ B lớn B nhỏ thì gấp đôi lên cái nó thành B lớn B nhỏ. Mà nếu mà B nhỏ thì gấp đôi lên nó thành B nhỏ. Vậy thì chúng ta so sánh với bốn đáp án, chúng ta thấy là sẽ không có được cái kiểu gen ở cái câu B, cho nên câu B là đáp án. Câu 82. Ở đậu Hà Lan, alen quy định kiểu hình hạt trơn và alen quy định kiểu hình nào thì được gọi là một cặp nha. Hạt trơn là cái bề ngoài cái vỏ hạt. Vậy thì dưới đây cùng cặp với nó thì cũng phải là cái bề ngoài của cái vỏ hạt. Như vậy ta phải lựa là hạt nhân. 83. Nếu mật độ cá thể của một quần thể động vật mà tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể thì dẫn tới tăng cái gì vậy? Đó, em thấy mật độ tăng lên cao này, nguồn sống không đủ cung cấp thì không thể nào mà tăng cái mức sinh sản hay là cái mức nhập cư hay là tăng kích thước được, nó chỉ có thể tăng mức tử vong thôi. Thì chúng ta chọn B. 84. Theo cái thuyết tiến hóa hiện đại thì nhân tố nào sau đây làm tăng cái mức độ thích nghi của các đặc điểm bằng cách tích lũy lên các đặc điểm thích nghi? Thì nó không thể là yếu tố ngẫu nhiên được, tại vì yếu tố ngẫu nhiên á là sẽ làm chết bớt đi một số cá thể nào đó, là chết một cách rất ngẫu nhiên, cho nên không có tăng cái mức độ thích nghi của cái gì cả. Vậy cái chọn là tự nhiên, theo cái chọn là tự nhiên á là giữ lại những kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi và loại bỏ những cái kiểu gen quy định kiểu hình không thích nghi. Như vậy thì chọn lọc tự nhiên chính là nhân tố mà làm tăng cường mức độ thích nghi. Đấy, vậy chúng ta lựa B. Còn C, di nhập gen ha. Di nhập gen là có một số cá thể di cư ra khỏi quần thể và có một số cá thể nhập cư vào quần thể. Vậy thì cũng không có làm tăng mức độ thích nghi của cái alien nào hết. Đấy. Còn đột biến là một alien nó bị biến đổi thành một cái alien khác. Vậy thì đâu có phải là tăng cường độ thích nghi đâu. Đấy. Câu 85. Một gen vốn đang hoạt động nay chuyển đến vị trí mới có thể không hoạt động hoặc là tăng giảm mức độ hoạt động. À, thì em thấy là nó đang hoạt động, cái nó chuyển đến vị trí mới, nó chuyển đến vị trí mới, vậy thì chỉ có thể là nó đảo hoạt những sắc thể thôi. 86 nhé. Cơ quan nào sau đây là cơ quan thoái hóa? Thì cơ quan thoái hóa mà ở người á, nó có mấy cái như là ruột thừa, xương cùng, răng khô. Vậy ở đây có xương cùng này, chúng ta lựa xương cùng. 87. Cà chua có gen làm chín quả bị bắt hoạt chính là thành tựu của công nghệ gen. Công nghệ gen đã làm thay đổi cái gen mà quy định cái hormone gây chín quả. 88. Cái nhà khoa học nào mà đưa ra giả thuyết các nhân tố di truyền có bố và mẹ tồn tại trong tế bào của cơ thể con một cách nguyên vẹn không hề trùng lặp nhau?
Đây là nội dung của lỗ phân ly đúng không nè? Vậy thì tác giả là ông Nguyên Đen. 89 à, thì cái câu như câu 89 năm nay sẽ không hỏi nha. Cô dạy này. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, cái sự kiện mà xảy ra ở đại trung sinh chính là phát sinh chim. 90, thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể. À, đó là cái tuổi lý thuyết đó. Tuổi lý thuyết chính là tuổi sinh lý. 91, axit amin là nguyên liệu để tổng hợp kênh cái gì ha? Cả TARN, MARN, DADN thì ba cái VCD này nè, cái nguyên liệu tổng hợp bên nó đều là nucleotide. Axit amin là nguyên liệu tổng hợp protein nha. 92, một quần thể thực vật tự thụ phấn chất bột gen có hai alen là e lớn và e nhỏ, thì theo lý thuyết quần thể có cấu trúc di truyền nào mà tần số các kiểu gen thì không đổi qua các thế hệ? Thì cái kiểu quần thể nào mà nó đã thuần chủng em, thì khi nó thuần chủng rồi mà nó còn tự thụ phấn nữa thì nó cứ thuần chủng hoài như vậy thì là cấu trúc di truyền sẽ không thay đổi qua các thế hệ. Vậy ta nhìn bốn đáp án thì ta chỉ thấy có cái câu A này á, là cái quần thể nó đã thuần chủng rồi. Còn những cái câu này thì nó đều là có cái không thuần chủng. À. Câu 93, bằng phương pháp nhân bản vô tính, từ tù cho trứng có kiểu gen A lớn B lớn B lớn, tù cho nhân thì A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ, thì tù con có kiểu gen gì? Tù con sẽ có kiểu gen giống với kiểu gen của tù cho nhân, vậy tù con sẽ là A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ. Cô nhắc lại nhé, tù con có kiểu gen giống với kiểu gen của tù cho nhân. Câu 94, ở đồi đóng thì thực hiện phép Bayh đây nè, thì có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen? Thì muốn biết bao nhiêu loại kiểu gen thì chúng ta thực hiện phép Bayh cái là chúng ta thấy thôi. Đấy. Phép Bayh này sẽ tạo ra cho mình kết quả này. Ta có đèn y như môn toán ha, x em mờ lớn gặp x em mờ nhỏ. Rồi tiếp tục là x em mờ lớn gặp y, tiếp tục hẹn x em mờ nhỏ gặp x em mờ nhỏ và x em mờ nhỏ gặp y. Đấy, vậy thì ta nhìn lại bốn cái kiểu nhân này khác nhau ha, nó là bốn kiểu gì? Để cho đẹp thì chúng ta làm cho nó đẹp. Câu 95, sinh vật nào sau đây thuộc mắt xích mở đầu ở trong chuỗi thức ăn? Thì cái mắt xích mở đầu sẽ có hai loại, một loại là sinh vật sản xuất, một loại là sinh vật phân giải. Vậy thì ta đọc bốn đáp án, ta thấy cây mía là sinh vật sản xuất, vậy thì cây mía có thể là mắt xích mở đầu của một chuỗi thức ăn. À, và sau rồi rắn đều không phải sinh vật sản xuất, cũng không phải sinh vật phân giải, rắn và ếch đều là sinh vật tiêu thụ. Câu 96, trong hệ tiêu hóa của người thì dưới tác động của enzyme tiêu hóa, cái chất nào được biến đổi thành glucose? Thì một sẽ được biến đổi trở thành glucose nhé, và nếu bạn nào cần thì em ghi để mình học này. Trong hệ tiêu hóa của người thì protein sẽ biến đổi thành enzyme, ghi chỗ này ha. Còn lipid thì biến đổi thành các cái axit béo. Đấy. Còn axit nucleic thì biến đổi thành các nucleotide. Câu 97, trong quá trình giảm phân ở cơ thể có cái kiểu gen là B lớn B nhỏ trên B nhỏ D lớn thì đã xảy ra hoán dịch gen. Thì theo lý thuyết trong tổng số gen tự được tạo ra thì tần số hoán dị gen được tính bằng tổng tỷ lệ phần trăm của
khai lại ra sự đèn. Thì theo cái lý thuyết mà mình học á, cái tần số hiển thị tem nó sẽ được tính bằng tổng tỷ lệ phần trăm của hai cái loại gieo tự bén vị. Đấy, cũng đây để ông bà cũng nhận. Vậy thì ta xác định coi hai gieo tự nào là hai gieo tự bén vị. Thì hai cái gieo tự mà nó nằm chéo nè. Chéo thứ nhất là B lớn D lớn. Chéo thứ hai là B nhỏ D nhỏ. Hai gieo tự đó là hai gieo tự bén vị. Vậy thì đáp án của mình là tần số hén vị đen sẽ được tính bằng tổng tỷ lệ phần trăm hai loại gieo tự hén vị, nó chính là B lớn D lớn và B nhỏ D nhỏ. Câu 98, một loài thực vật mình xếp hai cái nhỏ B và D nó trên cùng một cảm nhiễm sắc thể, thì theo lý thuyết cái cách viết kiểu gen nào là đúng à? Vậy thì một cái hàng ngang này là biểu trưng cho một cái nhiễm sắc thể, hàng ngang ở dưới là biểu trưng cho một nhiễm sắc thể nữa, thì B và D cùng nằm trên một nhiễm sắc thể, và trên một nhiễm sắc thể chỉ có một B và một D à. Vậy thì cái câu A là viết sai, tại vì cái hàng ngang trên này là biểu thị cho một nhiễm sắc thể phải chứa một B và một D, nhưng ở đây là chứa hai B ha, là sai. Vậy tương tự B cũng sai nè, C cũng sai luôn, và chỉ có D là đúng rồi. B nhá, em nhìn lại đáp án D ha. Trên một nhiễm sắc thể này có một B một D, ở dưới là một nhiễm sắc thể nữa có một B một D, vậy D đúng. 99, một bộ đa chỉ mã hóa cho một loại axit amin, vậy em có thấy không, một bộ đa mã hóa cho một axit amin, đấy chính là tính đặc hiệu. Đáp án A. 100 nhé, dựa vào sự thích nghi của động vật với nhân tố sinh thái nào thì người ta chia động vật thành cái nhóm động vật hàng nhiệt với động vật biến nhiệt. Vậy đương nhiên là dựa vào nhiệt độ rồi. 101, trong sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất cây trồng cần thực hiện tối đa bao nhiêu biện pháp sau đây? Biện pháp số 1, tưới tiêu hợp lý, đương nhiên là tăng năng suất cây trồng. Biện pháp số 2, bón phân hợp lý. Biện pháp số 3, trồng cây đúng thời vụ. Biện pháp số 4, tuyển chọn và áp giống mới có năng suất cao. Cả 4 biện pháp này đều giúp tăng năng suất cây trồng. Hãy ta nội xem. 102, sán lá gan sống trong gan bò và hút dịch gan để sống. Vậy mối quan hệ giữa sán lá gan và bò thì đấy chính là mối quan hệ ký sinh. Con sán lá gan nó ký sinh ở trong con bò. Câu 103, ở cái loài thực vật này á, thì màu hoa đo cùng một lúc hai gen A và B phân đi độc lập cùng quy định. Đọc vậy là biết bài tương tác gen rồi nhé. Thế thì khi mà kiểu gen có cả A lớn và B lớn thì quy định hoa màu đỏ. Các kiểu gen còn lại quy định hoa màu trắng. Tất cả cái này đều là quy định hoa màu trắng hết. Đề với nó rằng á, tiếp lai P cây dị hợp hai cặp gen, lai với cây đồng hợp hai cặp gen lại. Thì mình phải xác định được đúng tiếp lai thì mình mới làm đúng. Mà cây dị hợp hai cặp gen chắc chắn phải là A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ. Và cây đồng hợp hai cặp gen lại, đây đồng hợp hai cặp gen lại đấy. Vậy thì kết quả của phép lai này sẽ tạo ra là đây là một A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ, một A lớn A nhỏ B nhỏ B nhỏ, một A nhỏ B lớn B nhỏ và một A nhỏ B nhỏ B nhỏ. Thế thì chỉ khi nào vừa có A lớn vừa có B lớn thì cây nó mới ra hoa đỏ. Còn là những cái kiểu gen khác đều là cây hoa màu trắng. Vậy có phải tỷ lệ kiểu hình của mình sẽ là một đỏ và ba trắng? Một đỏ và ba trắng, vậy đáp án là câu A. Câu 104, hiện nay thì dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Để hạn chế lây lan thì mỗi người cần thực hiện đủ bao nhiêu việc sau đây? Số 1, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Số 3, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Số 4, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết. Và số 5, thường xuyên đeo khẩu trang. Cần hết. Vậy là đáp án của mình là 5 cái được rồi. Câu 105. Theo lý thuyết, khi nói về sự di chuyển các gen ở thú, thì phát biểu nào sau đây sai? Phát biểu A, các gen ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính Y thì chỉ biểu hiện kiểu hình ở giới đực. Em biết ở đây là con thú nhé. Ở đây đề đã chốt cho mình là con thú. Thì ở cái con thú thì cái kiểu mà ít ít là chắc chắn là con cái nữa. Và cái cặp nhiễm sắc thể giới tính XY là con vật vờ. Chắc chắn rồi đó. Vậy thì cái gen mà nó nằm trên vùng không tương đồng của Y chứng tỏ là gen này chỉ có trên Y thôi, thì nó chỉ có ở con đực thôi. Vậy phát biểu A là đúng. Phát biểu A là đúng, không phải đáp án nào. Phát biểu B nữa. Hai cái cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau phân biệt độc lập về các giao tử trong quá trình nhận phân. Hai cặp gen mà trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì nó phân biệt độc lập là đúng không? Đúng nè. C, các gen trong tế bào chết thì luôn phân chia đồng đều cho các tế bào còn. Quá vậy, gen trong tế bào chết sẽ không phân chia đồng đều cho tế bào con được. Cho nên câu C là câu C. Và sai thì chính là đáp án của mình. Câu D, các gen lặn ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể X thường biểu hiện kiểu hình ở giới đực nhiều hơn ở giới cá. Câu này đúng. Ví dụ như bệnh mù màu ở người đó em. Bệnh mù màu ở người là do gen lặn ở ở trên nhiễm sắc thể giới X, giới tính X. Thì người nam mắc bệnh sẽ nhiều hơn người nữ nhé. Chúng ta tới câu 106. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Obermacs ở vi khuẩn E. coli thì đột biến xảy ra ở vị trí nào sau đây của Obermacs có thể làm cho các gen cấu trúc ZIA phiên mãn ngay cả khi môi trường không có lactose? Thì chỉ có thể là đột biến ở vùng vận hành thôi. Đột biến ở vùng vận hành làm cho cái vùng vận hành này không gắn được với protein ức chế nữa, thì lúc này là khỏi cần có lactose. Thì cái vùng vận hành này nó vẫn chống trả và các gen cấu trúc ZIA vẫn phiên mãn. Câu 107. Cải củ lai với cải bắp tạo ra cây lai bắp vụn. Thì đây là một dạng cách ly. Em có thấy rằng là đã tạo ra cây lai được không? Đã tạo được cây lai nghĩa là đã có hợp tử. Vậy thì đây là cách ly sau hợp tử. Còn lại cách ly mùa vụ, cách ly cơ học, cách ly nơi ở đều là cách ly trước hợp tử. Nó không phải đáp án. Câu 108. Giả sử một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 8. Các cặp nhiễm sắc thể được ký hiệu là A, B, D, E. Thì cái cá thể nào là thể 1? Thì cô nhắc lại cái lý thuyết của mình đó. Cái thể 1 là một cái cơ thể mà nó có một cái nhiễm sắc thể nào đó. Mà cái cặp đấy chỉ còn có một chiếc thôi. Vậy ta soi bốn đáp án nè. Thì ta thấy có mỗi đáp án C này này. Này cái cặp D á, nó còn một chiếc. Vậy C là thể 1. Còn trong khi đáp án A chẳng hạn ha, đáp án A này mỗi một cái cặp nhiễm sắc thể đều gồm hai chiếc, mà ta thấy có hai cái A này, hai cái B, hai cái D, hai cái E, vậy nó đâu phải thể 1. Tương tự B này cũng vậy, đáp án B cũng không phải thể 1. Còn đáp án D thì nó là thể 3, là tại vì nó có tới ba cái B đây nè, nó là thể 3. Thì nó đâu có thể một, nó đâu phải đáp án. Câu 109. Một sự thay đổi sinh khối trong quá trình diễn thể sinh thái của bốn phân tử được mô tả ở các hình 1, 2, 3 và 4. 3, 4 nè. Thì trong bốn hình trên, hai cái hình nào mô tả sinh khối của phân tử trong quá trình diễn thể nguyên sinh? Đấy. Thì trong cái quá trình này diễn thể nguyên sinh á, thì có phải là cái sinh khối ở trong cái quần xã là càng ngày nó càng tăng? Vậy thì ta coi coi cái chỗ nào mà sinh khối càng ngày càng tăng thì chúng ta đánh vô. Như em thấy cái hình một này là sinh khối càng ngày càng giảm, đúng không? Còn cái hình hai này thì tự nhiên sinh khối là giảm, giảm mau, giảm đột
eo ấy, xong lại tăng cái eo cái, không phải luôn. Và cái hình ba là sinh khối càng ngày càng tăng, là lúc đầu tăng nhanh về sau tăng chậm. Hình bốn cũng vậy, sinh khối càng ngày càng tăng. Vậy diễn thế nguyên sinh nó sẽ có sinh khối được mô tả như hình ba và hình bốn. Câu 110. Để tìm hiểu về cái quá trình hô hấp của thực vật thì một nhóm học sinh đã bố trí thí nghiệm như cái hình này nè. Dự đoán nào sau đây đúng về kết quả của thí nghiệm này? Thì em thấy là trong cái bình này á, nó chứa rất là nhiều hạt và hạt này đang nảy mầm. Thì cái hạt đang nảy mầm thì theo lý thuyết của mình học á, thì nó sẽ sinh ra, nó sẽ hô hấp rất mạnh, cho nên nó sinh ra nhiều CO2. Vậy khi mình đổ nước vô thì cái khí CO2 nó bị đẩy ra, nó sẽ theo cái ống thủy tinh này nè, nó đưa vào ống nghiệm. Mà trong ống nghiệm này chứa nước vôi, thì nước vôi này đã bật đục. Cho nên đúng là câu C. Còn câu E á, ống nghiệm chứa nước vôi xuất hiện nhiều khói trắng, cũng có không chuyện đấy. Câu B, nước vôi trong ống nghiệm bị hút vào bình chứa hạt, nước vôi bị hút vào đây, đâu có phải nha. Và câu D nói nút cao su của bình chứa hạt bị bật ra, cái nút lại bị bật ra là không đúng luôn, không bật ra được. Câu 111. Giả sử lưới thức ăn trong một hệ sinh thái được mô tả ở cái hình bên hình đây này, thì nếu châu rừng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ sinh thái này, con châu này bị bỏ đi nè, thì theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Phát biểu một đó là loại châu sẽ bị loại bỏ khỏi hệ sinh thái nếu chúng không lấy thức ăn từ mắt xích khác. Thì em thấy là nếu con châu này bị bỏ đi nè, thì cái con rận trâu này nó ngoài cái con trâu này này, nó không lấy thức ăn từ đâu nữa thì nó sẽ chết thôi. Vậy phát biểu 1 là đúng. Phát biểu 2 nói số lượng cá thể sâu ăn lá có thể tăng lên vì nguồn dinh dưỡng dồi dào hơn. Thì ta nhìn thấy sâu ăn lá ở chỗ này ha. Thì khi mà con trâu rừng bị loại bỏ rồi thì cái cỏ này nó còn dư ra, thì sâu nó sẽ có nhiều cỏ hơn để nó ăn. Cho nên số lượng sâu ăn lá có thể tăng là đúng. Số 2 đúng. Số 3 nói số lượng cá thể nai không bị ảnh hưởng vì không liên quan đến cỏ mục. Số lượng nai không ảnh hưởng. Thực ra thì số lượng nai vẫn ảnh hưởng. Tại vì cái con trâu rừng này, một khi mà cái con trâu rừng này á, nó bị mất đi, nó bị hết đi rồi, thì con trâu rừng nó vừa ăn cỏ mục, nó vừa ăn cỏ hai. Con nai này chỉ ăn cỏ hai thì nó vẫn có thức ăn dồi dào hơn. Nhưng mà bù lại là cái con béo á, nó vừa ăn con trâu, nó vừa ăn con nai á. Bây giờ con trâu chết hết rồi thì con béo này chuyển qua nó ăn vàng nai thôi. Vậy nai cũng vẫn bị ảnh hưởng. Đúng không? Cho nên là cái này là sai nha. Béo không bị ảnh hưởng thì này nói sai. Phép được 3 là sai. Không ghi chữ sai. Phép được 4. Mức độ cạnh tranh giữa hổ và béo có thể tăng lên. Đấy. Thì em thấy bình thường là béo nó ăn cả trâu và cả nai. Hổ cũng ăn cả trâu và cả nai. Bây giờ trâu mất hết rồi thì béo và hổ chỉ còn nai để ăn. Vậy thì mức độ cạnh tranh giữa hổ và béo đương nhiên là tăng lên. Vậy số 4 là đúng. Vậy chúng ta được xem ha. Cái câu 112. Cái alien B lớn á, vì các đột biến điểm. Đột biến điểm là đột biến xảy ra chỉ ở một nơi thôi á. Tại cùng một chip lẹt là bộ ba, alien B lớn bị các đột biến điểm tại cùng một bộ ba tạo thành các alien B1, B2, B3. Các chuỗi polypeptide do các alien này quy định lần lượt là B này, rồi B1, rồi B2, B3. Và chỉ khác nhau một acid amin, đó là lysine ở chuỗi B bị thay bằng alanine ở chuỗi B1, rồi vân vân em tự tại. Và các bộ ba được đặt trên mặt khuôn của gen theo chiều 3,5 phẩy. Các cô đơn mẽ hóa các acid amin tương ứng ở trong mẹ sao. Vậy thì cái mảng xanh ở trong cái mảng này á, em thấy nó có chữ U. Và em thấy cái chiều của mẽ ở trong cái mảng là chiều 5 phẩy đến 3 phẩy. Vậy là những cái mẽ trong cái mảng là mẽ trên mRN. Một câu chỗ này đi. Cái câu này là của nhận xét nha. Mẽ trong mảng là mã trên phân tử mRNA.
bôi nó lên luôn nè cho nó nổi lên. Rồi vậy bây giờ theo lý thuyết phát biểu nào sau đây đúng về sự xuất hiện của các alien đột biến trên? Phát biểu A nó đột biến dẫn đến nu thứ hai của cái bộ ba mã hóa lysine ở B lớn, tức là các nu thứ hai là ví dụ như cái nu này, cái ví dụ của bộ cái thôi nha, đây nu thứ hai ví dụ là nu này bị thay bằng G tại hàng bộ ba mã hóa ele ở elem B1 này. À, alien B1 ở đây nè, bị thay bằng G. Thì em có biết rằng á, là cái chip lẹp là cái bộ ba ở trên ADN à, mà nhưng mà cái bảng mã này á, là cái bảng mã ở trên mRNA, cho cái bảng mã trên mRNA. Vậy thì bây giờ nhá, cái bộ ba mà cái bộ ba trên mRNA là 5. Cái này là bộ ba trên mRNA nha. À, vậy còn nếu như nó là bộ ba trên ADN thì nó phải là bộ ba gì? Nếu như ta xét trên ADN ha, thì nó phải là bộ ba là ba phải a năm phải đó. Vậy thì lúc nào tiết thứ hai là a này à, lúc xin lỗi lúc nào tiết thứ hai là cái x này này bị thay bằng g, vậy thì nó bị thay bằng g đi ha. À, thằng này giờ nó thành g rồi à. Vậy thì có phải dẫn đến ở trên mRNA á, thì bây giờ nó sẽ trở thành là năm phải nè, g u ba phải đấy, và có phải đúng là cái mẽ này chưa? À, vậy cho nên là nếu đột biến đèn nu thứ hai mã hóa glycine ở B lớn bị thay bằng G thì sẽ trở thành cái chip bồ mã hóa alanine ở B1 là đúng. À, vậy phát biểu A là phát biểu đúng, nó là đáp án của mình đó. Rồi, tiếp tục. Câu B nói là các alanine B1, B2, B3 đều là kết quả của đột biến dẫn đến thay thế nu thứ nhất. Thì em thấy là em chỉ cần so sánh giữa cái thằng lysine với cái thằng alanine này nè, em là cái nu thứ nhất này, toàn bộ nu thứ nhất là g, và cái thằng alanine này toàn bộ nu thứ nhất cũng vẫn là g, vậy nó đâu có thay cái nu thứ nhất đâu mà cho nên nó bảo là đều này đều này ha. À, vậy thì này nó nói sai, câu B này là câu nói sai. Câu C nói đột biến dẫn đến nu thứ nhất của bộ ba mã hóa lysine ở B lớn bị thay bằng g. À, nếu như mà em phải tương tự như A, nếu mà thay bằng G thì tới cái hồi mà thành ra cái bộ bay ở trên em A rồi em á, thì cái G này nó phải thành tích, thành tích mà em nhìn cái thằng B3 là cái chỗ này nè. À, thì cái nu thứ cái dẫn đến lúc nào lúc nào cái thứ nhất nó vẫn là U mà nó đâu có phải là ít đâu. À, cho nên là cái phát biểu C này cũng là sai luôn. Phát biểu D nha, đột biến dẫn đến nu thứ hai em mã hóa lysine bộ ba thứ hai là đánh dấu câu hai chữ g này bị thay bằng e hoặc g tại ba bộ ba mã hóa actinin ở ở b2 thì actinin này ở giữa là bị thay bằng e hoặc g, ở giữa e hoặc g thì khi trên ADN nó thay bằng e hoặc g thì trên mRNA nó phải là u hoặc đấy. Tại bây giờ chúng ta cùng nhìn cái ở giữa ở đây nè của cái actinin thì nó đâu phải là u ít đâu, nó toàn g thôi mà. À, vậy thì cái phát biểu bốn phát biểu D này cũng sai, ta chỉ có e là đúng nên đáp án là của a. Chúng ta tới câu 113. À, một quần thể thực vật tự thụ phấn, chúng ta để ý chữ này là chữ tự thụ phấn, có thành phần kiểu em ở đây là như này đây. Vậy theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Phát biểu số 1 nó là F1 sẽ có 13 loại kiểu gen. À, thì muốn biết F1 có bao nhiêu loại kiểu gen thì chúng ta ngồi chúng ta ghi về này chúng ta biết thôi. À, ta soi cái kiểu gen thứ nhất của P này. Cô bỏ hệ số đi nhé, cô lấy mỗi cái kiểu gen thôi. Đấy.
Thì cái thằng này nha, nó có cái tay ra những kiểu như nào này. Bây giờ em coi nhá. Ở đây á là quần thể tự thụ quán, tức là bản thân nó tự lai like với nó. Đó, chúng ta nhấn mạnh cái này, tức bản thân nó lai like với nó ấy nha. Thứ hai nữa là mặc dù đề không có nó là nó hoán vị hay không hoán vị gen, nhưng vì kiểu gen của nó đồng hợp, em thấy nó đồng hợp này, cho nên là ta coi như nó không hoán vị gen. Đó, vậy chúng ta nhớ hai điều. Thứ nhất là nó tự thụ quán, thứ hai là coi như không hoán vị gen. Vậy cái e lớn t lớn trên e nhỏ e lớn này á, nó có thể tạo ra những kiểu gen. Kiểu gen thứ nhất là chính là gieo từ e lớn b lớn gặp gieo từ e lớn b lớn luôn. E lớn b lớn mà gặp e lớn b lớn luôn thì nó sẽ tạo được kiểu gen là e lớn b lớn, e lớn b lớn. Cái cách thứ hai á là cái e nhỏ b lớn này gặp e nhỏ b lớn luôn thì nó sẽ tạo ra kiểu gen là e nhỏ b lớn gặp e nhỏ b lớn. Và cái cách thứ ba là e lớn b lớn sẽ gặp e nhỏ b lớn, ra được kiểu gen là e lớn b lớn, e nhỏ b lớn. Còn cái kiểu gen cái cặp tiếp theo là d nhỏ e nhỏ trên d nhỏ e nhỏ thì nó chỉ có một loại gen tử là d nhỏ e lớn thôi. Vậy thì nó chỉ có thể tạo được duy nhất một kiểu gen là d nhỏ e lớn, d nhỏ e lớn, được chưa? Vậy thì cuối cùng nó sẽ tạo được à, ở cái nhiễm sắc thể mà chứa e với b nó ra ba kiểu gen, còn cái nhiễm sắc thể mà chứa d với e nó có một kiểu gen thôi. Vậy em lấy ba nhân một thì em được ba kiểu gen. Bây giờ ta soi tới cái kiểu thứ hai này nè, cái thứ hai ở trong cái P, xin lỗi đấy. Bây giờ cái thứ hai ở trong cái P này thì nó tạo ra những kiểu gen gì nhá, và có phải là chúng ta cũng làm tương tự à, e lớn b lớn trên e nhỏ b lớn nó sẽ tạo ra e lớn b lớn đấy, nó tạo y chang này, không có khi bỏ xuống nha. Đấy, chờ. Còn d lớn e nhỏ trên d nhỏ e nhỏ sẽ tạo ra cũng được ba kiểu gen tương tự như vậy. Ấy nhà, cũng là d lớn e lớn gặp d lớn e lớn mà. D nhỏ e nhỏ gặp d nhỏ e nhỏ, d lớn e nhỏ gặp d nhỏ e nhỏ thì nó sẽ bằng là 3 nhân 3 thì bằng 9 kiểu gen. Và em coi thử coi là 9 cái kiểu gen dưới này nó có lặp với ba cái kiểu gen trên không, thì ta thấy không lặp à, mặc dù là cái chỗ AB giống nhau nhưng mà ba cái AB giống nhau này đi với cái D nhỏ E lớn, D nhỏ E lớn à, mà những cái thằng D E ở dưới này hoàn toàn khác D nhỏ E lớn, D nhỏ E lớn đấy. Vậy thì à, khi mà ghép với A, ghép với cái nhóm AB thì ta sẽ ra 9 kiểu gen khác với ba kiểu gen ở bên trên. Và cái cuối cùng thì cái này có phải chỉ tạo được có một kiểu gen không à, tạo một kiểu gen nó đồng hợp tạo một kiểu gen. Vậy tới đây cô suy ra nó sẽ tạo ra tất cả số kiểu gen ở F1 bằng 3 cộng 9 cộng 1 thì bằng 13. Điều này thì có nghĩa là phép biểu 1 là đúng, phép biểu 1 là đúng, phép biểu 1 là đúng. Phép biểu số 2, F2 có 15%, xin lỗi, F2 có 1 phần 5 số cây là đồng hợp 4 cặp gen lặng. À, thì đồng hợp 4 cặp gen lặng á, thì chỉ có thể tạo ra được từ cái thằng cuối này thôi à. Còn cái thằng đầu này á, là nó có mỗi hai cái gen lặng mà nó tự nó lên với nó mà. Thì nó không thể nào nó tạo ra đồng hợp 4 cái gen lặng được. Tương tự như vậy là cái ở giữa này cũng vậy nè, nó chỉ có hai cái gen lặng là e nhỏ với e nhỏ thì không thể sinh ra cái kiểu gen đồng hợp bốn cặp gen lặng được. Chỉ có mỗi cái thằng cuối này thì nó sinh ra đồng hợp bốn cặp gen lặng và luôn sinh ra đồng hợp bốn cặp gen lặng nè, thì nó chiếm 0,2, chính là 1/5. Vậy thì thế hệ con của nó cũng toàn là đồng hợp bốn cặp gen lặng, cũng là 0,2 và 1/5, bằng 1/5 luôn. Vậy phép biểu số hai này là phép biểu đúng.
Nếu như chúng ta ghi thì chúng ta ghi thế này. Đấy, thích ghi thì ghi ha, mình không thích cũng được. Đấy. Bây giờ tới phát biểu số 3. FB có 161 phần 640 số cây đồng hợp 3 cặp nhân lại. À, chúng ta bắt đầu ta phải ghi ta sau nha. Em vừa nhìn bài giải của cô, vừa nhìn phía trên nè. Cô gõ trước mà để cho cái video nó ngắn tí nha. Em chờ cô gõ thì nhiều khi nó lâu. Đấy. Bây giờ nhá, cái kiểu đen đầu tiên nó chỉ có hai element thôi thì nó không sinh ra đồng hợp ba cặp nhân lại được. Cho nên cái kiểu đen đầu tiên này chúng ta bỏ qua không sao nữa. Cái kiểu đen ở giữa là nó có chứa đủ ba cái element lại. À, thì nó hoàn toàn có thể sinh ra đồng hợp ba element lại. Nhưng ba element lại này nhất định phải là ở A, ở D, ở E chứ không thể ở B được. Bởi vì em có thấy B ở đây là nó đồng hợp trội mà. Thì đời con nó cũng vẫn phải đồng hợp trội như vậy. À, vậy cái cây mà đồng hợp ba cặp nhân lại chính là cái cây này. Đó. Thì bây giờ em nghe cô nói chậm chậm để em hiểu được cái lý thuyết nha. Em phải nghe em nói chậm chậm để em hiểu được lý thuyết. Em hãy coi nguyên một cái nhóm A lớn B lớn luôn như là một gen là A lớn. Chắc là phải ghi đi nè. Không ghi. Cháu không biết luôn đấy. Đấy. Bây giờ chúng ta soi thằng này nha. Ta soi thằng này. Cái dòng này là dòng cô ghi nhép luôn nha. Soi này. Thì bây giờ cô coi cái cụm của A lớn B lớn á. Là chữ A lớn thôi, là một gen là A lớn thôi. Còn cô coi cái cụm mà gồm A nhỏ B lớn á, là như là cái chữ A nhỏ thôi. Tiếp tục, cô coi cái thằng D lớn E nhỏ á, như là D lớn thôi. Và cô coi cái thằng là D nhỏ E nhỏ, như là D nhỏ thôi. À, vậy có phải tới đây chúng ta suy ra, chúng ta coi à, cái kiểu đen này như, thấy không, như là A lớn E nhỏ, D lớn D nhỏ. Đấy không? Cái thằng cái con A lớn B lớn là A lớn nè, A nhỏ B lớn như là A nhỏ, vậy thì nó như là A lớn A nhỏ. Ta coi D lớn E nhỏ như là D lớn, rồi D nhỏ E nhỏ ta coi như D nhỏ, vậy nó thành là D lớn D nhỏ. Vậy nhìn đến đây nha, thì đời x3 đến x3 nha, nó sinh ra A nhỏ B lớn trên A nhỏ B lớn thì nó có phải giống như là A nhỏ không? À, vậy có phải A nhỏ B nhỉ? B lớn trên A nhỏ B nhỉ? B lớn nó y như là A nhỏ. Ghi thêm cái là nó như là E nhỏ, E nhỏ. Và cái thằng D nhỏ, E nhỏ trên D nhỏ, E nhỏ này này, vì D nhỏ, E nhỏ đã được coi là D nhỏ, cho nên nó giống như là D nhỏ, D nhỏ vậy đó. Cái sẽ bằng luôn nè. Và theo công thức E nhỏ sẽ được tính bằng cách là 2 lĩ thừa N trừ 1 trên 2 lĩ thừa N cộng 1. Và D nhỏ cũng là công thức y chang như vậy. Đấy. Sau đó cô thấy chữ N, cô thể chữ N là số 3 vào, N là số thế hệ tự phấn là 2 số 3 vào. Và 2 vào nha, có mới tính bằng 49 phần 640, chứ không phải là 161 phần 640. Cho nên phép biểu 3 là phép biểu sai. Vậy bây giờ xong đấy thì cô xóa cái nhép này đi nha. Xóa cái nhép này. Chúng ta tiếp tục với phép biểu số 4. Thì F3 và F4 đều có 6 loại kiểu đen quy định kiểu hình trụ về ba tính trạng. Thì đầu tiên chúng ta khẳng định với nhau là khi cái quần thể mà nó tự thụ phấn á, là cứ tự bản thân nó lai với tự bản thân nó. Cho nên cái số loại kiểu đen ở F1, số loại kiểu đen F2, rồi F3, F4 thì là như nhau hết. Cho nên cái số loại kiểu đen ở F3 với số loại kiểu đen ở F4 giống nhau là đúng rồi. Thì cái khúc đầu này F3 và F4 là có kiểu đen giống nhau là đúng rồi. Nhưng ta thử đi, chúng ta xem coi, vậy thì liệu có phải nó có 6 kiểu đen quy định kiểu mình trộn về ba tính trạng hay không nhé. Đấy. Thì bây giờ chúng ta so so ra nãy cùng những cái gì. Thì để mà so thì thay vì so F3, F4 thì ta so F1, tại vì nó y như F1 mà. Mà F1 ta liệt kê ở trên đây rồi nè. À, vậy bây giờ ta coi nha, ta coi cái chữ đầu tiên này. Thì A lớn D lớn trên A lớn D lớn mà gặp D nhỏ E lớn trên D nhỏ E lớn, có phải trộn về ba tính trạng của chứ? Vậy kiểu đen đầu tiên ha.
chính là triệu dân này. Rồi, chúng ta tiếp với triệu dân số 2. Thì nếu như mà a nhỏ b lớn là hạt a nhỏ e lớn trên d nhỏ e lớn thì mới ra kiểu hình trội về hai tính trạng là b và e thôi, thì chúng ta không lấy. À, và cái a lớn b lớn trên a nhỏ b lớn mà gặp d nhỏ e nhỏ, xin lỗi, d nhỏ e lớn trên d nhỏ e lớn là ra trội về ba tính trạng là chúng ta có kiểu dân số 2. Và bây giờ cô lấy tương tự nè. Và hết rồi nha em, hết. Vậy ta đếm lại coi có đủ 6 kiểu đen không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kiểu đen, vậy hết biểu số 4 là không hiểu. Đúng nè, vậy ta đang nhớ đúng. Bây giờ thì ta thấy ta có tất cả là 3 hết biểu đúng, nên chúng ta lựa đáp án là câu D. Chúng ta tới câu 114. Xét 4 tế bào thần kinh của cơ thể có cái kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn D lớn trên D nhỏ D nhỏ, dẹp phân tạo gen tự. Đấy. Thì cho biết các gen liên kết hoàn toàn. Trong quá trình dẹp phân chỉ có một tế bào. Để ý là có một tế bào. Nó có cái cặp nhiễm sắc thể mang hai cái gen B và D là nó không phân ly trong dẹp phân 1. Còn cái phân ly trong dẹp phân 2 thì bình thường. Đấy. Cặp nhiễm sắc thể mang gen A lớn A nhỏ này là lúc nào cũng phân ly bình thường. Ta có 4 tế bào mà kết thúc dạng phân tạo ra 6 loại gen tử. Trong đó có 37,5% loại gen tử mang 2 alen trội. Vậy thì loại gen tử mang 1 alen trội chiếm tỷ lệ bao nhiêu? Thì để giải được bài này chúng ta bắt đầu cùng với kiểu gen này nè. Thì cái kiểu gen này á, nếu mà nó dạng phân mà cái kiểu như này mà nó dẹp phân mà à, có cái cặp này không phân ly trong dẹp phân 1. Đấy, nó dẹp theo cái kiểu mà cặp này không phân ly trong dẹp phân 1 nhá, thì có phải nó tạo gen tử, nó tạo gen tử nhá. Thì cái b lớn trên d nhỏ này nó không phân ly mà, cho nên nó đi luôn về một phía. Còn phía bên kia là không thể có này à. Còn trong khi A lớn A nhỏ phân ly bình thường, thì như vậy là một bên có A lớn và một bên có A nhỏ. Đây. À, vậy thì trường hợp thứ nhất là nó là như vậy. Là trường hợp thứ hai là cái cặp mà B lớn trên D nhỏ này nó đi về một phía thôi, và cái phía mà nó đi về đấy là cái phía mà nó chứa A nhỏ. Đấy. À, vậy thì nếu như mà của những chấm phải là thành chữ mặt nhé, nếu như mà cái tế bào mang cái kiểu gen này mà có cặp BD không phân ly trong dạng phân 1, còn những thứ khác bình thường hết, thì ta có hai khả năng. Khả năng thứ nhất nó tạo gen tử là A lớn B lớn D lớn trên B nhỏ D nhỏ và A nhỏ. Khả năng thứ hai nó tạo ra gen tử A nhỏ B lớn D lớn trên B nhỏ D nhỏ và A lớn. À, còn số lượng này thì có phải ta học lý thuyết ta biết được là cứ một tế bào sinh tinh giảm phân tạo ra 4 gieo tử, à, trong đó có 2 gieo tử loại này và 2 gieo tử loại kia, tương tự như vậy. Đấy. À, vậy bây giờ cô đặt tên trường hợp nhé, nếu như cái tế bào đây là nó giảm phân mà nó tạo ra gieo tử là 2 a lớn b lớn d lớn trên d nhỏ và 2 gieo tử a nhỏ, thì trường hợp này cô gọi nó là trường hợp A. Ôn cái trường hợp
này này nha. Còn cái trường hợp còn lại, cô gọi là trường hợp B. Bây giờ chúng ta lại đi, chúng ta so tiếp cũng cái kiểu như đó. Mà nếu như nó dạng phân bình thường nhé, dạng phân bình thường à, thì có phải nó tạo gieo tử à, gieo tử này. Khi nó dạng phân bình thường thì b lớn d lớn sẽ đi về một phía và b nhỏ d nhỏ sẽ đi về một phía. Thì các thứ nhất là b lớn d lớn nó đi về phía e lớn, còn lại b nhỏ d nhỏ nó đi về phía e nhỏ, thì nó tạo ra là e lớn b lớn d lớn và e nhỏ b nhỏ d nhỏ. Đấy. Và cách thứ hai nha, cách thứ hai là cách thứ hai là cái thằng b lớn d lớn nó lại đi về phía e nhỏ. À, còn cái thằng b lớn b nhỏ d nhỏ lại đi về phía e lớn. Vậy cách thứ hai là hoặc như thế này. À, và đây là cô cũng nói nó cái tên gieo tử thôi, cô chưa có nói số lượng. Bây giờ cô nói số lượng nhé, thì có phải là một tế bào mà kiểu gen như này đẻm phân sẽ tạo bốn gieo tử, trong đó có hai loại này và hai loại kia, hai loại này và hai loại kia. Bây giờ cô đặt tên nhé. Trường hợp thứ nhất, nếu nó đẻm phân theo cái cách mà b lớn d lớn nó đi cùng e lớn, b nhỏ d nhỏ đi cùng e nhỏ, thì trường hợp này cô gọi tên nó là trường hợp một. Một như này. Đấy. Còn trường hợp còn lại em nhé, thì cô gọi nó là trường hợp hai, nó thích là đặt chân gì biết nó đặt chân gì đâu nha, và cô tô lên nhé, tô cái nội lên này. Đấy. À, thế bây giờ chúng ta sẽ có những trường hợp sau đây. Đây nha. Để nói với mình á, là cái quá trình giảm phân của bốn cái tế bào này nè, nó đã tạo ra sáu loại gieo tử, và chỉ có một tế bào này giảm phân bất thường thôi. Vậy thì để tạo ra đủ sáu loại gieo tử luôn thì có phải là nó phải có hai cái loại gieo tử đột biến, hoặc là trường hợp A hoặc là trường hợp B. À, vậy thì nó vẫn còn thiếu bốn loại gieo tử nữa. À, thì nó phải đủ cả bốn loại gieo tử bình thường. À, phải tạo hai loại gieo tử đột biến và bốn loại gieo tử bình thường. À, vậy chúng ta sẽ có bốn trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là cái tế bào đột biến á, nó dạng phân nó tạo ra A, nó tạo ra khả năng A. Và có hai tế bào dạng phân bình thường tạo ra khả năng một, một tế bào dạng phân bình thường tạo ra khả năng hai. Trường hợp thứ hai là cái tế bào bị đột biến nó sẽ tạo ra trường hợp A, một tế bào giảm phân bình thường tạo ra trường hợp 1 và hai tế bào giảm phân bình thường tạo ra trường hợp 2. Trường hợp thứ ba là cái tế bào đột biến á, nó giảm phân và nó sinh ra cái trường hợp B, có hai tế bào giảm phân bình thường sinh ra trường hợp 1 và một tế bào giảm phân bình thường sinh ra trường hợp 2. Và trường hợp cuối cùng, trường hợp 4 là cái tế bào đột biến nó giảm phân, nó sinh ra trường hợp B. À, một tế bào giảm phân bình thường sinh ra trường hợp 1 và hai tế bào giảm phân bình thường sinh ra trường hợp 2. Đó. Vậy bây giờ với cái trường hợp đầu tiên này thì chúng ta tính cái tỷ lệ gieo tử mà có hai allele trùng, thử coi nó có khớp với đề hay không nhé. À, thì cái tế bào mà giảm phân ra trường hợp A, để em nhìn ở trường hợp A này, em không hề thấy gieo tử nào mà chứa hai allele trùng. À, bây giờ có hai tế bào giảm phân ra trường hợp 1. À, nó cũng không có gieo tử nào mà chứa hai allele trộn. Một tế bào giảm phân ra trường hợp 2 thì cái gieo tử chứa hai allele trộn đây nè, và ta có phải ta chỉ có hai gieo tử trên tổng số 16 gieo tử, bốn tế bào mà mỗi tế bào giảm phân ra bốn gieo tử thì tất cả là 16 gieo tử đúng không nào? À, vậy thì tỷ lệ 2 phần 16 này á, rõ ràng là nó khác so với 37,5%.
À, vậy thì trường hợp này chúng ta loại đi. Đó. Tương tự như vậy, trường hợp số 2 nha, 2e lên chỗ bằng nhiêu này? 2e lên chỗ trường hợp số 2 nha. À, đây không có nha. Thằng này không có luôn. Thằng này thì trường hợp số 2 là có hai tế bào như này. Vậy là ta có 4 phần 16. Mà 4 phần 16 thì nó cũng khác 37,5% luôn. Dạ, mà khác luôn thì loại luôn. Đến trường hợp B ha, là ta có là B nè. B là 2 em trộn là có hai đứa này nè. Là 2 phần 16. Cộng tiếp nè. À, thằng này không có nhưng thằng này có, thằng này có một tế bào thôi. Vậy là cộng thêm 2 phần 16 nữa. À, vậy thì nó cũng bằng 4 phần 16. Mà bằng 4 phần 16 á, thì nó cũng khác 37,5%. Vậy chúng ta loại trường hợp này luôn. Trường hợp 4 nè, là 2 e lên chỗ bằng nè. Thì xảy ra B mà 2 e lên chỗ đây nè, là 2 phần 16. Đọc nè. Một tế bào trường hợp 1 nhưng cái này không có 2 e lên chỗ. Hai tế bào trường hợp 2. Ở đây ta có 2 nhưng hai tế bào thì là 4 phần 16. Vậy cuối cùng ta cộng lại là chúng ta thấy nó là 6 phần 16. Mà 6 phần 16 bấm máy tính thì bằng 37,5%. Vậy trường hợp này chúng ta nhận nè. Chúng ta nhận trường hợp này. Vậy khi đó chúng ta đi tính coi tỷ lệ một cái giao tử mà mang một e lên chỗ nhá. Cô viết tắt nha, chúng ta phải hiểu rằng là đây này, ta đã tính tỷ lệ giao tử mang một e lên chỗ bằng. Đấy. Vậy thì xảy ra B là một e lên chỗ chỗ này nha. Đó. Là 2 phần 16. Cộng với đây, ở đây không có cái nào một e lên chỗ bỏ qua. Cái này có đây nè, một e lên chỗ này ha. Nhưng mà có hai tế bào như này. Đấy, cho nên vậy. Nhân lên là thành 4 phần 16. Vậy cái này mình bấm máy tính bằng 37,5%. Đó, vậy ta lựa cái đáp án là 37,5%. Chính là đáp án B. Đúng vào B. Chúng ta tới câu 115. Ở đuôi giấm, ta xếp 3 cặp gen A, B, D. Mỗi gen quy định một tính trạng, các A lên chỗ là chỗ hoàn toàn. Ta xếp 3 cây á, hai ruồi đều có kiểu hình chỗ về 3 tính trạng, đeo phối với nhau. Đấy. Vậy thì sơ bộ chúng ta xác định là nó trộn về ba tính trạng giao phối với nhau thì nó phải có E lớn gặp B lớn gặp B lớn gặp. Nó giao phối với E lớn gặp B lớn gặp D lớn gặp. Rồi. Tạo ra F1 có 24 loại kiểu gen. À, rồi cái chỗ này cũng khai thác sau nha. Và có ở F1 đó thì có là 1,25% số ruồi mang kiểu hình lặn về ba tính trạng. Mà lặn về ba tính trạng thì chắc chắn là e nhỏ b nhỏ b nhỏ b nhỏ d nhỏ, đúng chưa nè? Đấy. Vậy thì có phải từ cái chỗ này F1 mà nó phải có e nhỏ thì P mỗi người đều phải có một e nhỏ. À, vậy thì từ đây chúng ta từ cái chỗ F1 có đồng hồ lặn như vậy thì tôi suy ra P của mình đó, nó phải là như này. Nhưng mà chúng ta cũng chưa biết nó xếp gen như nào mà chỉ thì chúng ta cứ để nó trong ngoặc tạm vậy đó. Rồi, chúng ta để đây. À. Bây giờ chúng ta mới khai thác là F1 nó có 24 loại kiểu gen. Đấy. Vậy thì cái bây giờ cái số 24 này á, chúng ta có thể phân tích thành ra những cái kiểu như này. À, chúng ta gặp lại đề chúng ta lại thấy rằng là cái kiểu hình lặn này nè nó chỉ có thôi được chưa? Cái đồng hồ lặn này chỉ có rồi được thôi. À, vậy thì có phải rằng là có ít nhất một tên cái chỗ này nè chỉ có rồi được.
Vậy chúng ta suy ra là có ít nhất là một đèn nó phải nằm ở cái vùng không tương đồng của x. Rồi như vậy thì nó có khả năng là một đen nằm trên x, cũng có thể hai đen trên x, cũng có thể là ba đen trên x luôn, thì nó mới có cái chuyện là tính dạng biểu hiện không đều ở hai giới như vậy. À, bây giờ chúng ta chia ra nha, thì chúng ta cùng chia ra, cùng chia những trường hợp như sau. À, cô đánh máy sẵn cho nó cái video của mình nó không có bị chậm á, chứ không có video nó lâu lắm em ạ. À, em to nha, bây giờ cô chia ra trường hợp thứ nhất là chỉ có một đen trên x thôi. Đấy thì cô ví dụ nhá, cô không có nói p là như này đâu, cô ví dụ cho em hiểu thế nào là có một đen trên x á. Ví dụ như là d nó nằm ở trên x đây nè. À, còn e với b nó không phải trên x, nó nằm trên những chất lệ thường, chúng ta để nó ở bên ngoài. Đấy, vậy thì lúc này để mà nó một đen trên x thì em thấy là p của mình nó là một p, nó phải dị hợp d lớn d nhỏ, thì nó phải d lớn d nhỏ, cái thằng kia cũng d lớn d nhỏ, thì đen là nó chỉ làm trên x thôi, cho nên x là nó phải có đen lớn, còn y là nó không có đen, thì vì khi nó không có đen ta coi nó giống như là cái chữ này, cái lặng này nè đó. Thì nhá, cái số 24 này phải phải phân tích thành, bởi vì cái xd lớn xd nhỏ mà giao phối với xd lớn y thì nó tạo ra là bốn kiểu đen rồi. À, cho nên là riêng cái chữ đen d thì nó ra bốn kiểu đen, thì ta có cái số 4 rồi nha, thì 24 mới bằng là 4 nhân 6. Khi 24 là 4 nhân 6 như vậy thì em thấy là ở đây á, là dị hợp hai cặp lai với dị hợp hai cặp mà ra 6 kiểu đen thì nó vô lý, không có, vậy cho nên cô gạt đi. À, bây giờ chúng ta trường hợp số 2 là có hai đen trên x, ví dụ như này nè, mà e là nằm ở trên những chất thể thường, cô ghi r, còn b với d trên x thì cô ví dụ như này thôi nha, cô không nói nó là như này đâu, là ví dụ như vậy đó. Thì bây giờ 24 kiểu đen này chúng ta chia ra bằng số nào nhân số nào, thì cô lúc này cô lại hồi nãy là cô dựa vào cái trên x, tại vì trên x nó có một đen thôi dễ dựa, là bây giờ cô lại dựa vào cái đen a là trên những chất thể thường, tại vì lúc này trên những chất thể thường có một đen thôi, và em thấy a lớn a nhỏ là a lớn a nhỏ tạo ra ba kiểu đen, phải cô ghi ba. Vậy thì cái số gì nhân với ba để thành 24 thì nhất định phải là số 8, thì 24 sẽ bằng 3 nhân 8 nha. Vậy cái cục b lớn d lớn d nhỏ lai với b lớn d lớn y liệu có tạo ra 8 kiểu đen hay không? À, thực sự nó tạo ra 8 kiểu đen mà. Em thấy bên đây mà vén bị đen một cái là tạo ra 4 kiểu đen. Bên đây có 2 kiểu đen nữa. Vậy là 4. Lỗi, cô nói nhầm tí, con nhắc lại con đấy nha. Cái phía bên x này nè, nó vén bị đen thì nó tạo ra 4 giao cự, là bốn giao cự, hồi nãy cô nói sai, cô nói là bốn kiểu đen. Cái phía SI này nè, nó không hiển vị thì nó tạo ra hai giao cự, bên đây bốn giao cự gặp hai giao cự thì tạo ra tám kiểu đen. Vậy là có lý nha, có lý. Và cô chất tiếp một dữ liệu liệu nữa của đề là đồng hợp lặng nè, liệu có bằng 0,0125 không? À, thì sau khi chất xong thì chúng ta thấy là đều có khả năng được hết. À, e nhỏ x, b nhỏ d nhỏ y lúc này sẽ bằng 0,05. Tại sao vậy? Tại vì e nhỏ nó sẽ bằng 1/4. E lớn e nhỏ là e lớn e nhỏ thì e nhỏ chiếm 1/4. À, vậy thì em cứ tưởng tượng này, 1/4 thế vào cái chỗ e nhỏ này. À, sau đó chúng ta thực hiện phép chia thì chúng ta có x, b nhỏ d nhỏ y bằng 0,05 và bằng 0,1 nhân 0,5. Cái 0,5 này là tương ứng với tỷ lệ giao cự y. X y này thì y chiếm 0,5 và xb nhỏ d nhỏ chiếm 0,1, thì xb nhỏ d nhỏ đó là giao cự hoén vi. Đó. Vậy thì lúc này cái p của mình á, cái p của mình không phải là cái chỗ này hồi nãy cũng ví dụ thôi nha. Cái p của mình sẽ là e lớn e nhỏ, e lớn e nhỏ này. Rồi bên đây là xb lớn d nhỏ, xb nhỏ d lớn, xb lớn d lớn y. Tiếp tục rồi cái có kiểu hình trội về đa tính trạng. À, là e lớn gạch d lớn, rồi biết phía này thì cái gì đằng sau cũng được đấy. Vậy nó chiếm tỷ lệ bao nhiêu nhá, thì e lớn gạch thì em lấy là e lớn e nhỏ là e lớn e nhỏ, thì e lớn gạch là 0,75. X b lớn d lớn luôn tạo ra, vì cái con người cái nó luôn nhận x b lớn d lớn từ bố. À, vậy ta ghi là số 1 này,
Nhưng mà cái tỷ lệ mà FP lớn T lớn, cái tỷ lệ giao tử đó trong cái giao tử của cặp XY nó chỉ có một nửa thôi, nên cô Kim không biết năm nữa. Nó nhân vào được 3 phần 8. À, đấy là tỷ lệ kiểu ruồi cái có kiểu hình trộn về ba tấn trẻ. Bây giờ cô tính tiếp cái ruồi cái có kiểu hình trộn về ba tấn trẻ nhưng mà nó mang 5 e lên trộn. À, thì nó trộn về ba tấn trẻ này mang 5 e lên trộn thì khả năng thứ nhất là 2 e lên trộn nó nằm ở A. Vậy thì còn lại 3 e lên trộn nó nằm ở trong cái nhóm BD. À, thì kiểu thứ nhất như cô liệt kê, kiểu thứ hai như cô liệt kê. Khả năng thứ hai là ở trong cái gen A nó chỉ có một e lên trộn thôi, thì trong cái nhóm BD nó phải là 4 e lên trộn. Đấy, và hết khả năng rồi. À, và cô tính từng cái khả năng một. À, thì e lớn e lớn nhá, em nhìn vào đây là e lớn e nhỏ là e lớn e nhỏ, thì e lớn e lớn sẽ là 1/4. Xb lớn d lớn, xb lớn d nhỏ thì ta coi thử nha, ta thấy rằng cái thằng này là nó chỉ có thể cho được giao tử xb lớn d lớn chứ nó không có cho được xb lớn d nhỏ, cho nên cái xb lớn d lớn này là thuộc phải nguồn gốc từ cái con đực này. À, vậy thì nó là 1/2. Và cái xb lớn d nhỏ là nguồn gốc từ con cái, nó là giao tử liên kết. À, giao tử liên kết và nó là 0,4. Tại sao vậy? Hồi nãy ta tính số 0,1 này này. Hồi nãy là 0,1, nó là xb nhỏ d nhỏ là giao tử hoán vị ha. Mà giao tử hoán vị là 0,1 rồi thì giao tử liên kết là 0,4. Đấy. Tiếp tục ta tính tiếp nha, ta tính tiếp này. A lớn là 1/4 này. Xb lớn d lớn là xuất phát từ cái thằng xi này là 1/2. Xb nhỏ d lớn là này giao tử liên kết nữa là 0,4. Tính tiếp bên đây. A lớn e nhỏ là 1/2. Xb lớn d lớn xuất phát từ xi này là rồi cái này tôi lại ghi sau là 0,5. Xb lớn d lớn xuất phát từ thì này theo tử hoán vị là 0,1. Rồi cuối cùng của bọn máy tính là 0,125. Vậy theo đề đề hỏi mình là đề hỏi mình là theo lý thuyết trong tổng số ruồi cái có kiểu hình trộn về ba tấn trạng ở F1, số ruồi có 5 e len trộn chiếm tỷ lệ bao nhiêu? À, vậy ta lấy cái số lượng ruồi có 5 e len trộn, ta chia cho tổng số ruồi mà này con cái mà nó lại trộn về ba tấn trạng, ta chia vào ta được 1/3, thì ta lựa đáp án là câu C. Chúng ta nói tiếp tới câu 116. Một loài thực vật ngưỡng mộ thì A lớn là thân cao, A nhỏ là thân thấp. B lớn là đỏ, B nhỏ là phe trắng. Ta xét cách lai B là hai cây đều dị hợp một cặp đen giao phấn với nhau. Đấy, hai cây mà đều dị hợp một cặp đen giao phấn với nhau. À, trong vòng đời F1 tạo ra 4 loại kiểu hình. À, khi chúng ta khai thác F1 có 4 loại kiểu hình thì ta phân tích số 4 là hằng số 2 nhân với số 2. Vậy bây giờ là với cái gen A đầu tiên nhá, với gen A đầu tiên thì để ra được hai kiểu hình em sẽ có hai cách. A lớn A nhỏ là A nhỏ A nhỏ, hoặc A lớn A nhỏ là A lớn A lớn, hoặc xin lỗi, A lớn A nhỏ là A lớn A nhỏ. Tương tự như vậy, để mà B nó ra hai kiểu hình thì ta cũng có hai cách như vậy. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ ghép nhá. Chúng ta ghép các trường hợp này. Trường hợp thứ nhất là A á, thì nó sẽ là A lớn A nhỏ là A lớn A nhỏ, còn B cũng là B lớn B nhỏ là B lớn B nhỏ. Chờ cô ghép vào. Vậy thì khi cô ghép vào nha, thì nếu như cô ghép A lớn A nhỏ mà đi với B lớn B nhỏ thì nó thành dị hợp hai cặp rồi, nó đâu có thể mẽ là hai cây đều dị hợp một cặp đâu. À, cho nên cô buộc phải ghép là A lớn A nhỏ thì đi với B nhỏ B nhỏ để nó dị hợp một cặp. Cô ghép A nhỏ với B lớn B nhỏ để nó dị hợp một cặp thì cô ghép như vậy mới là hai cây dị hợp một cặp. À, thì trường hợp thứ nhất là cô giả sử nó phân biệt là à, thì có phải là phép lê này sẽ được thu được F1 như cô ghi này không? Đấy. À, vậy thì ở F1 cái cây thân keo hoa đỏ chính là cây phải có E lớn và B lớn. Đây chính là cái cây này là cây thân keo hoa đỏ đây.
Vậy thì khi cô lấy thân cao hoa đỏ F1 để tự thụ phấn à, thì em học biết rồi, thuyết lai này phải ra 9331 mà nó đâu có trong đáp án đâu. Vậy nó không phải à. Cái trường hợp hai là cô giả sử nó liên kết trên một nhiễm sắc thể á, thì khi nó liên kết trên một nhiễm sắc thể thì a lớn a nhỏ b nhỏ b nhỏ, cô ghi lại như này, a nhỏ b lớn b nhỏ, cô ghi lại như này, thì mình không nghĩ nó bén bị bởi vì nó đồng hợp thì đâu bén bị đâu, phải cô biết kết quả là thì cô được F1 như này đấy. Vậy khi cho cây thân cao hoa đỏ F1 tự thụ thì cây này là cây thân cao hoa đỏ F1 đây, cho nó tự thụ này, ta thu được tỷ lệ 1:2:1. Vậy có phải đáp án là câu D chưa? À, nhưng mà chúng ta ghép tiếp nha. Chúng ta quay trở lại hồi nãy chúng ta phân tích nha, bây giờ ta ghép tiếp. Nếu như cô ghép a lớn a nhỏ này với cái thằng b lớn b nhỏ này thì có phải là của a lớn a nhỏ phải đi với b lớn b nhỏ không? Có nghĩa là khi ghép được thì em sẽ được cái phép ra như này nè. Vậy thì nó đâu có phải mãn là hai bên đều bị hợp một cặp đâu, phải ghép không phải đề được thì khỏi làm nữa. Và tương tự nếu như ta ghép cái trường hợp sau này với trường hợp trước, à, không biết là trường hợp sau ghép với trường hợp trước này ha, thì cũng không thể khỏe đề được. Đấy, và nếu mà trường hợp sau mà ghép với trường hợp sau thì cũng không ghép để khỏe đề được. Vậy chúng ta chỉ tìm được đúng một trường hợp để thỏa mãn cái đề thôi, và nó chính là 1:2:1, cho nên đáp án là câu D. Chúng ta nói tiếp câu 117. Quá trình hình thành các loại BCD từ loại A nè, được mô tả ở hình B. Để cô kéo hình về sách và tí đấy. Phân tích hình này theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Phát biểu các cá thể của loài B ở đảo số 3, B ở đảo 3 là cái chỗ này nè, có thể mang một số alen đặc trưng mà các cá thể của loài B ở đảo 1 không có. Là đúng. Tại vì nhiều khi là từ cái đảo 1 nó di cư qua đảo 3 xong rồi nó mới đột biến, nó tạo nên một số alen đặc trưng. À, vậy thì những alen đặc trưng đấy ở cái đảo 1 nó không có. Vậy thì cái điều này đúng này. Ta đang nhớ nó đúng. Phát biểu hai, khoảng cách giữa có thể là yếu tố duy trì sự khác biệt về gen giữa các quần thể ở đảo 1, 2 và 3. Thì cái này đúng rồi em nhá. Khoảng cách giữa các đảo chính là cái sự cách ly địa lý. Nó sẽ góp phần duy trì sự khác biệt về bốn gen giữa các quần thể. Số 2 đúng là cô đánh dấu nó đúng rồi. Số 3, bốn gen của các quần thể thuộc loài B ở đảo 1, đảo 2 và đảo 3 phân hóa theo cùng một hướng không thể được, bởi vì đảo 1, đảo 2, đảo 3 sẽ có những cái điều kiện địa lý khác nhau, chọn lọc tự nhiên khác nhau, cho nên tụi nó sẽ phân hóa theo những hướng khác nhau. Số 3 là sai. Số 4 nói điều kiện địa lý ở các đảo là nhân tố trực tiếp, không phải em nhé. Cái điều kiện địa lý ở các đảo chỉ là nhân tố gián tiếp gây ra những thay đổi về bốn nguyên của quần thể thôi, còn cái nhân tố trực tiếp chúng ta học rồi là nó chính là các nhân tố tiến hóa cơ, chứ nó không phải là điều kiện địa lý ở các đảo. À, vậy là phát biểu này sai luôn. À, chúng ta có hai phát biểu đúng thì chúng ta lựa đáp án là câu A. Bây giờ chúng ta tới câu 118. Cô cho nó quay trang nha. À, thì cái câu này thì toàn bộ cái quy ước về nhóm máu em tự làm. Đó, bây giờ chúng ta tiếp từ chỗ này. Một cặp vợ chồng có nhóm máu giống nhau à, sinh con trai tên là T, có nhóm máu A và vân vân, thì chúng ta vừa đọc chúng ta vừa vẽ sơ đồ thể hệ, và vẽ thì cô vẽ rồi, để cho video nó ngắn thôi chứ chẳng có gì nha, cô vẽ rồi. Rồi, bây giờ cô vẽ nha, cô vẽ nè, chúng ta vừa theo dõi, chúng ta vừa theo dõi vừa coi cái cô vẽ nha. Một cặp vợ chồng có nhóm máu giống nhau, vậy cô biết đấy là cái ông một với lại cái bà hai này nè, thì nhóm máu giống nhau nha, chúng ta nhớ trong đầu là nhóm máu giống nhau. Đấy. Sinh con trai tên là T, T đây nha, T là cái ông này nè, có nhóm máu A, thì cô ghi nhóm máu A, ghi chữ A vào đây. Tóc quăn, tóc quăn nên cô để màu xanh xanh nhạt.
hai người con gái, hai con gái là số 5 và số 6 có kiểu hình khác bố mẹ, cho nên là cô tô cái màu xanh dương lên cho nó khác bố mẹ. Về hai tình trạng và đồng thời hai đứa con gái này có nhóm máu khác nhau. Rồi. Tiếp tục nha. Lớn lên thì T kết hôn với H, T kết hôn với H. Mẹ cho biết là cả cái người tên H là bố của H, mẹ của H đều có nhóm máu A, cô vẽ nhóm máu A nè. Tóc quăn là tất cả là tóc quăn cho nên cô đều để cái màu xanh nhạt hết. Đấy. Nhưng em trai của H lại có nhóm máu O. Tóc hạ để màu xanh dương nè. Vậy theo lý thuyết xét xuất sinh con đầu lòng là con gái có nhóm máu A, tóc hạ của T và H là bao nhiêu? À, bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta đi chúng ta làm ha. Thì mấy cái bài này thì em kiên nhẫn một tí ha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng coi nè. Cô nhìn thấy gia đình của cái người tên H này nó đỡ phiền hơn cái gia đình của người tên T. Cho nên cô đi soi cái gia đình của người tên H trước. Thì có phải là cái gia đình của người tên hết này nè, hai ông bố này mẹ đều là tóc quăn, đều là tóc quăn này nè, nhưng em trai của hết là cái người số 7 này là con này có vậy có phải tóc hạt là gian lận thì cái tóc hạt là gian lận này cô sẽ có thì nó thức e nhỏ vậy người này e nhỏ đó. Thì có phải là lúc đấy cái ông bố này thì phải là e lớn e nhỏ, cái bà mẹ này cũng phải là e lớn e nhỏ, được chưa? Vậy thì có phải là cái thằng hét này nè, cái thằng hét này á, nếu mà xét về cái tính chất tóc á, thì nó phải là một e lớn hai e lớn e nhỏ, rồi bây giờ chúng ta nói tới cái nhóm máu nhá, cái nhóm máu này thì cái người này là IO này, cái đứa con trai trong gia đình đó nó là nhóm máu O thì nó là IO à, em ơi cô không có làm cho nó cao được, chúng ta chịu khó vậy hả? À, thì cái người số 3 này là nhóm máu A, người số 4 cũng nhóm máu A thì cả hai người này đều phải chứa IA nhưng sinh con số 7 IO, cho nên cái người số 3 này phải là IA. Rồi. Vậy tương tự cái người số 4 này cũng vậy nha. Lỗi, làm sai cái người số 3 á. Giờ cái người số 4 này là nhóm máu A phải có IA nhưng sinh con số 7 thì phải có IO để cho nó. Vậy người số 4 này là IA. Và cô muốn làm sai cái người số 3 này em cho cô thay đổi nhé. Cái người số 3 này nè, nhóm máu A phải có IA sinh con số 7 IO thì phải có IO. Đấy. Bây giờ chúng ta có được kiểu gen của người số 3, người số 4 về nhóm máu. Vậy có phải kiểu gen về nhóm máu của cái người tên H này á, là 1 IAIA và 2 IAIO? Rồi. Bây giờ tiếp tục nha, tiếp tục. Chúng ta nhìn, bây giờ chúng ta vẫn nhìn qua gia đình của người tên T là gia đình này phiền, chúng ta nhìn sao. Đây. Thì cái gia đình của người tên T này á, thì để nói như vậy nè, một cặp vợ chồng có nhóm máu giống nhau, sinh con trai tên T có nhóm máu A, T là nhóm máu A thôi đã. À. Tóc quăn thì T này là tóc quăn, mà tóc quăn là tính chạy trội nha. Từ cái gia đình của cái người tên H ta biết tóc quăn là tính chạy trội. À, và hai người con gái có kiểu hình khác bố mẹ. Vậy thì hai người con gái này có kiểu hình khác với bố của mẹ nó, thì có phải là hai cái người con gái này nó phải mang là tính chạy lặn không? Mà tính chạy lặn thì phải là tóc hẳn. Đấy, cho nên cô vẽ một xanh dương như thế này. Vậy thì cái người số 5 và người số 6 này là E nhỏ. Phép đại diện một người rồi nha. Thì cái người số 1 này nhất định phải là E lớn E nhỏ.
Cái người số 2 này cũng phải là em đúng hay nhỉ? Thì cái người mẹ tên Tây này là nếu mà xét về cái tính dạng mà thì người này sẽ có kiểu như là một e lớn hai e lớn e nhỉ. Bây giờ tới cái nhóm máu nha, để mà xác định được kiểu gen về nhóm máu của T thì chúng ta phải xác định được nhóm máu của bố mẹ. À, thì hiện nay chỉ có thể dựa vào chỗ như này này em, cái cặp vợ chồng này nhóm máu này giống nhau, hai người này nhóm máu giống nhau, nhưng sinh ra một đứa nhóm máu A. À, rồi cái đứa số 5 và số 6 này là nhóm máu khác cái người bố mẹ ở trên mà lại còn là nhóm máu khác nhau nữa. Như vậy có phải ít nhất là hai là được ba cái nhóm máu không? À, xin lỗi, chưa hẳn là ba nhóm máu, miễn là sinh được nhóm máu A, sinh được hai đứa con nhóm máu khác nhau và khác với mình. Đấy. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể xác định được nhóm máu trong trường hợp lắc léo như vậy là gì? À, thì theo cô chúng ta dùng một phương pháp mà gọi là không bao giờ sót hết, chỉ muốn cậu mất thời gian thôi. Nhưng mà làm quen á, khi mình làm quen thì mình sẽ làm rất nhanh. Rồi. Cô xin lỗi chút em nè. Khi mà cô bấm một cái thì nó chạy lên như vậy. Để cô xóa nó đi kia đấy. Hồi nãy cô đã chụp ảnh cái mà cô đã ghi nó lên á. À, bây giờ cô lấy cái ảnh đấy cô bỏ lại cho em luôn. Đấy. Như vậy là hồi nãy chúng ta đã phân tích được đầy đủ là những cái kiểu gen về tóc của cả T và H và nhóm máu của H rồi nha. Bây giờ ta chỉ còn thiếu nhóm máu của T thôi. Thì chúng ta phải dựa vào cái độ lắc léo của cái gia đình thằng T. À, để mà chúng ta có thể lựa tổng quát được là gia đình T có cái nhóm máu như nào thì em cùng xem cái bảng này với cô này. Ở đây cô liệt kê đủ 6 kiểu gen quy định nhóm máu không còn sót chỗ nào. Yeah. À, vậy thì bây giờ cái gia đình thằng T này nè là bố mẹ nhóm máu giống nhau nha, vậy thì chỉ có thể là cái khu vực này nè hai cái nhóm máu A giao phối cùng nhóm máu A chẳng hạn. À, vậy thì nó sẽ nằm trong cái khu vực màu xám của cô đây nè. À, vậy thì bây giờ trường hợp thứ nhất nha, nếu IAIA gặp IAIA thì em chỉ nhầm nhầm thôi là em thấy chỉ có thể sinh con nhóm máu A đúng không? Vậy thì làm sao mà có thể sinh con ra cái nhóm máu khác mình được mà trong khi hai đứa con gái này phải nhóm máu khác nhau mà còn khác bố mẹ đứa cơ. À, tiếp tục, nếu như IAIA mà gặp IAIO tương tự cũng vậy, chỉ có thể sinh nhóm máu A thôi, nó không được luôn. Vậy cái này cũng không được. Và cái chỗ này là cái chỗ màu xám, đây là cái chỗ này đang đẻ này. Thì nếu IAIO mà gặp IAIO á thì sinh ra con hoặc nhóm máu A hoặc nhóm máu O, hoặc nhóm máu A hoặc nhóm máu O, mà bây giờ hai cái bố mẹ này nó đã là một cái nhóm máu rồi thì hai bố mẹ này là nhóm máu A rồi đó. Trong trường hợp này ta giả sử IAIO gặp IAIO thì bố mẹ nhóm máu A rồi thì không thể sinh ra hai đứa mà có nhóm máu khác nhau lại còn khác mình được. Cùng lắm một đứa nhóm máu O là khác mình thôi chứ không lên được hai đứa. Vậy cái trường hợp cái O này ta bỏ luôn. À, bây giờ trường hợp này máu B gặp máu B nha, thì máu B này gặp với máu B này. Đấy. Vậy thì cái khu vực mà nó đeo nhau chính là cái chỗ này nha. Thì cái ô đầu tiên này nè, cái ô đầu tiên này nha, ô đầu tiên này cũng không được luôn, tại sinh mỗi con nhóm máu B thôi. Cái ô này cũng không được luôn, ô này không được, sinh mỗi con nhóm máu B. Tương tự chỗ này không được luôn, sinh ra mỗi con nhóm máu B. Và chỗ này thì sinh được con là vừa nhóm máu B vừa nhóm máu O. Vậy thì không thể sinh ra hai đứa ở nhóm máu khác mình được. Trường hợp tiếp theo là IAIB, tức là nhóm máu AB gặp nhóm máu AB. Vậy cái ô này nè, cô tô nó lên nha, để nó không cho mình tô độ màu thử, đấy độ màu hồng đi nha. Thì có phải là nhóm máu AB mà gặp nhóm máu AB á, thì vừa có thể sinh ra con nhóm máu A, vừa có thể sinh ra con nhóm máu B, vừa có thể sinh
Sài Gòn nhóm máu AB, được chưa? Và bố mẹ là thuộc nhóm máu AB, bố mẹ thuộc nhóm máu AB, sinh ra hai đứa con có nhóm máu khác nhau và khác với bố mẹ luôn, thì có thể là số 5 là nhóm máu A, số 6 là nhóm máu B chẳng hạn, là phải yêu cầu về bằng đấy. Và bây giờ chúng ta coi một cái trường hợp cuối nữa là bố mẹ cùng là nhóm máu O, vậy thì sinh con chỉ có thể ra là IO IO thôi, được chưa? Thì không có thể vẽ yêu cầu đề bài được. Vậy cũng lại để thỏa mãn yêu cầu đề bài là bố mẹ cùng nhóm máu nhưng sinh ra hai đứa nhóm máu khác nhau thì bố mẹ bắt buộc phải là IA IB. Vậy tới số 2 nha, cùng viết tiếp. Bố mẹ bắt buộc phải là IA IB. Rồi, bên đây cũng vậy, cũng phải IA IB. Đã, bắt buộc phải là như vậy, không còn cách gì khác nữa. Rồi, vậy thì khi mà bố mẹ buộc phải là đều là IA IB như vậy thì cái đứa mà con nhóm máu A này này, thì nhóm máu A có hai kiểu gen IA IA hoặc IA IO. Thì vì bố mẹ là IA IB hết cho nên cái đứa nhóm máu T này chắc chắn phải là IA IA. À, vậy là cô đã xác định xong cái kiểu gen về nhóm máu của cái người tên T này luôn. Đấy. Thì bây giờ ta đi trả lời yêu cầu đề bài thôi. Đề bài nói về gì nhỉ? Quay lên nhìn nha. Quay lên nhìn đề bài. Đề bài nói là theo lý thuyết xét con đầu lòng là con gái có nhóm máu A và tóc thẳng của T và H là. Xét xuất sinh con đầu lòng có nhóm máu A và tóc thẳng của T và H. À, vậy bây giờ T và H với nhau nha. Sinh con đầu lòng là con gái là có nhóm máu A, tóc thẳng. Bằng nha bà. Cái đầu tiên con gái là cô ghi 1 phần 2 kìa đấy. Nhóm máu A, nhóm máu A thì em nhầm nhầm cho em là IA, IA mà em lai với 1 IA, IA, 2 IA, IO. À, thì có phải là luôn luôn sinh con nhóm máu A không? Em nhầm lại có, tại vì nhá, cái thằng T là chỉ cho được đeo từ IA. À, còn cái thằng hát này, cái cô hát này thì cho đeo từ hoặc IA hoặc là IO. Nhưng mà cho dù IA hay là IO mà gặp IA bên đây thì đều ra nhóm máu A hết. Vậy ta ghi số 1 ra nhóm máu A là số 1. Tiếp tục. Tóc thẳng nha, tóc thẳng. Thì để mà ra tóc thẳng á, thì phải là A nhỏ gặp A nhỏ. À, vậy A nhỏ của thằng T sẽ là 2 phần 6. Tiếp tục, A nhỏ mà của thằng hát cũng là 2 phần 6. Rồi, xin lỗi, 2 phần 6 này. Rồi, cuối cùng chúng ta bấm máy tính chúng ta được nha. Để cùng bấm thử. Điện số 2 này, con số 2 này đi. Vậy là còn 2 phần 36, tức là 1 phần 18. Vậy đáp án của mình chính là đáp án B, 1 phần 18 các em ha. Chúng ta tiếp tục với câu 119 nha. Để con xoay mấy cái lo chơi này đi ha. Rồi chúng ta tiếp tới câu 119. Một loài thực vật lưỡng bộ thì xếp hai tính trẻ, mỗi tính trẻ đều ra một gen có hai allele quy định. Allele trội là trội hoàn toàn. Cái phép lại P là hai cây gen phân với nhau tạo ra F1. Theo lý thuyết phép biểu này sao đây đúng? Phép biểu A nói, nếu F1 có tỷ lệ kiểu hình là 3-3-1-1, thì hai cây ở thế hệ P có thể có kiểu gen giống nhau. Ta coi có cái này nó có đúng hay không nha. Thì bây giờ nếu mà em thấy cái tỷ lệ mà là 3-3-1-1 á, thì nó có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là nó là phân ly độc lập. Thì nếu mà nó phân ly độc lập á, thì cái tỷ lệ 3-3-1-1 này này, à, nó sẽ được viết lại bằng, và một một em có đồng ý với cô nào? À,
Vậy thì nó sẽ do cái kiểu gen gì ha? Nó sẽ do viết lai. Đấy. Để mà ra 3E1 thì bắt buộc phải là E lớn E nhỏ. Lai với E lớn E nhỏ thì mới ra 3E1. Còn ra 1E1 á, thì nó phải là một bên là B lớn B nhỏ và một bên nó là B nhỏ B nhỏ. Vậy thì kiểu gen có giống nhau đâu, kiểu gen khác nhau mà. À. Vậy còn nếu như mà nó không phân biệt độc lập mà nó vén bị đen á, nếu như nó vén bị đen thì em thấy để mà ra được 3E1, tức là một cặp giống nhau, một cặp giống nhau thì phải là phép lai phân tích, nhớ nhá. Một cặp giống nhau là rồi, một cặp giống nhau là phép lai phân tích. Mà bây giờ 3E1 như vậy thì có phải là kiểu gen của nó phải là dị hợp hai cặp này. Đấy, nó là phép lai phân tích như này đó, và cái tần số hén bị gen của nó, tần số hén bị gen của nó được tính bằng tổng hai cái tỷ lệ hén bị, tức là tổng của hai cái này nè là 1 + 1 = 2 và phần 8 lúc nào tổng là 8, là tần số hén bị gen là 2/8, 2/8 là 1/4, tức là 25%, 0,25. Thì nó sẽ ra được tỷ lệ kiểu gen là 3 3 1 1. À, cái này em viết sơ đồ lại đi, em thử viết sơ đồ lại nha, nó ra đúng là 3 3 1 1. Rồi. À, và vậy thì lúc này là cái kiểu gen của bố mẹ cũng không giống nhau đâu, cũng khác nhau mà. À, vậy thì cái kiểu A là cách xa. Hết trường hợp rồi á nè. Bây giờ tới trường hợp B. Nếu F1 có bốn loại kiểu gen và tỷ lệ kiểu gen giống tỷ lệ kiểu hình. Nếu F1 có bốn loại kiểu gen và tỷ lệ kiểu gen giống tỷ lệ kiểu hình thì hai cây ở thế hệ B có thể có kiểu gen giống nhau. Thì bây giờ F1 có bốn cái loại kiểu gen nha. Thì chúng ta cũng chia ra trường hợp như vậy. Trường hợp đầu tiên là phân bi độc lập, nếu mà tụi nó mà có bốn loại kiểu gen á thì nó phải bằng là hai kiểu gen nhân với hai kiểu gen. Mà bây giờ á, để mà ra được hai loại kiểu gen thì nó phải là phép lai của mình, nó sẽ phải là e lớn e nhỏ là e nhỏ hoặc e lớn lai với e lớn e nhỏ. E lớn 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 E nhỏ. E lớn E lớn E nhỏ E nhỏ. Hết rồi nha, chỉ có hai khả năng này mới là hai loại kiểu gen thôi. Và cái B à, và cái gen B nó cũng phải vậy. Thì nó mới ra hai kiểu gen nha. Vậy thì mày đã vậy các bạn, tỷ lệ kiểu gen phải giống tỷ lệ kiểu hình. Tỷ lệ kiểu gen giống tỷ lệ kiểu hình thì không thể có cái khúc màu xanh này được. Cái khúc này ta phải xóa à. Tỷ lệ kiểu gen giống tỷ lệ kiểu hình mà. Cái khúc này bỏ. À. Vậy thì khi em ghép cái này với cái này thì em ghép làm sao để cho P có kiểu gen giống nhau được? À. Ta ghép làm sao mà P kiểu gen giống nhau được? Đâu có được, không ghép được. Khi em ghép vào thì P nó ra như này ha. Hoặc là em ghép vào thì nó sẽ ra thế này. Đấy, vậy thì P có kiểu gen giống nhau là đâu có được đâu, ở tầm 7 phần 3. Còn nếu như nó không phân ly độc lập, nó là trường hợp gọi là vén bị gen mà tỷ lệ kiểu gen giống tỷ lệ kiểu hình. Đấy. Thì nó cũng phải thỏa mãn cho dù là phân ly độc lập hay là vén bị gen đi chăng nữa. Mà để tỷ lệ kiểu gen giống tỷ lệ kiểu hình nhá, thì nó cũng phải thỏa mãn là E lớn hay nhỏ, là E nhỏ, E nhỏ. Hay là nếu mà bạn nào mà mình cảm thấy mình nhìn chưa thấy á, thì cô mở cái file bí kíp sinh học à, chúng ta cùng nhau chúng ta xem lại. Em chờ cô một tẹo. Cô mở ra rồi cô copy rồi bỏ cái cần chỗ cần cho em thôi nhé.
Đây nè em nhá, chỗ này là tù lệ nhép không? Có phải chúng ta có tất cả 6 cái like cơ bản là muốn tỷ lệ kiểu đen mập mà y chang tỷ lệ kiểu hình á. Muốn tỷ lệ kiểu đen mà y chang tỷ lệ kiểu hình thì chỉ có những viết like cô bắt đầu cô nói lên nha. Đây là những viết line mà tỷ lệ kiểu gen y chang tỷ lệ kiểu hình nhưng tay lại phải viết với cái điều kiện gọi là nó phải ra được là bốn loại kiểu gen nữa, bốn loại kiểu gen thì nó không thể để nó đồng hợp được à, cho nên bây giờ chúng ta bỏ cái dụng mà đồng hợp đi. Cái này cũng đồng hợp nha, cái này cũng đồng hợp này, cho nên nó đâu có ra được tới bốn loại kiểu gen, nó ra có một loại kiểu gen à. Đấy. Vậy thì để mà tỷ lệ kiểu gen giống tỷ lệ kiểu hình lại còn ra được tới bốn kiểu gen thì nó bắt buộc là đối với A á, A lớn A nhỏ và A nhỏ đối với B nó phải là B lớn B nhỏ và B nhỏ thì khi mà nó thuộc cái loại gọi là liệu hoán thị gen á, gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể á, thì nó phải là những cái phép line như này nè, những phép line như này nè. Đấy, cái này thứ nhất là như vậy. Được chưa? Thì nó mới thỏa mãn là một bên A lớn A nhỏ, một bên A nhỏ A nhỏ, một bên B lớn B nhỏ, một bên B nhỏ B nhỏ. Hoặc là nó phải là phép này này. Đấy, thì phép này như này nó mới thỏa mãn là một bên A lớn A nhỏ, một bên A nhỏ A nhỏ, một bên B lớn B nhỏ, một bên B nhỏ B nhỏ. Vậy thì rõ ràng là P có kiểu gen có giống nhau đâu, nó khác nhau mà, P kiểu nhân khác nhau mà, vậy thì nó sai, vậy mình cũng sai nha. Tiếp tục tới C, nếu F1 có ba loại kiểu hình thì kiểu hình trội về hai tính trẻ ở F1 lớn hơn 50%. Thực sự là nó không, cái mà ra ba loại kiểu hình này là nó không có, nó không ra nổi à, cho nên là C này là sai luôn à, chỉ có thể là D thôi. Nếu F1 có 7 loại kiểu đen, chờ cô ngồi đây cho cô cảm biết nguồn điện. Nếu F1 có 7 loại kiểu đen thì F1 có thể có tối đa 5 loại kiểu đen quy định kiểu hình trội về hai tính trẻ nhé. Thì khi mà mình học bài á, mình biết rằng là F1 mà có 7 loại kiểu đen thì cái số 7 này nó đặc trưng lắm à, F1 mà ra 7 loại kiểu đen thì chắc chắn vì cái số 7 này nhá là chúng ta biết chắc chắn đó, là nó phải là trong cái di truyền này là di truyền liên kết hoán thị gen mà lại còn là phải là một bên hoán thị, một bên không hoán thị đó thì nó mới ra được 7 loại kiểu gen à, thế nếu như cô tìm được một phép line mà thỏa mãn là tạo ra được 7 loại kiểu gen mà có 5 kiểu gen quy định kiểu hình trội về hai đứa trẻ, cô chỉ cần tìm được một phép line như vậy thì cái câu D này là đúng đúng không nha. Và sau khi tìm á thì cô sẽ tìm được đó chính là phép line sau đây. Đấy nè, thì tiếp này này á nó sẽ tạo ra để bạn bè chứng minh cho em là năm loại kiểu gen kia cho em thấy luôn nha. Đây à, cái đứa đầu tiên này là có hoán vị nha, cái đứa bên đây là hoán vị là tại bốn loại gen tự A lớn B lớn, A nhỏ B nhỏ, A lớn B nhỏ, A nhỏ B lớn. Và cái đứa bên đây nó không hoán vị thì nó tạo hai loại gen tự thôi là A lớn B lớn với A nhỏ B lớn. Cho nó nhỏ để đi cho nó nhìn cho thức đỡ bị loãng thêm. Rồi. Thế bây giờ cái đứa đầu tiên này thì nó tạo ra kiểu đen đầu tiên. Đứa này nè tạo ra thế này, đứa này tạo ra thế này,
Đứa này đã ra thế này, đứa này, cái đứa này này nó tạo ra a lớn b lớn trên a nhỏ b lớn, có phải giống này đâu, đừng ghi mất công mình đến luôn. Cái đứa này là nó ra không phải là, nó không phải là trội hay cái dạng khỏi gì thằng này. Đấy. Thằng này cũng không phải là trội hay tính dạng. Vậy đúng lại có phải em có 5 kiểu đen trội về hai tính dạng chưa? Đấy, vậy thì D là đúng. À, còn chúng này nói thêm á, là nếu mà em hỏi cô là cô làm sao cô nghĩ được cái phép đây này, à, thì đơn giản là như này này. Vì nó là 7 loại kiểu đen thì một bên nó phải hoán vị, mà nó đã là hoán vị thì nó phải dị hợp hai cả. Vậy cô chốt một bên nó phải là vợ. Còn lại cái bên này vì sao cô lại nghĩ là nó phải đồng hợp một cái cặp mà trội? Thì tại vì nó ra tới 5 loại kiểu đen quy luật trội về hai đứa trẻ nhiều như vậy mà, à, cho nên là cô nghĩ là cô phải cho đồng hợp một cặp. Thì nếu bạn nào không xuất phép này này mà em cho đồng hợp cái thằng A á, còn dị hợp cái thằng B á, thì nó cũng ra được là 5 kiểu đen thôi. Hoặc là còn một cách nữa là em học thuộc nhá, nếu mà nó ra 7 loại kiểu đen á, là tối đa sẽ ra được 5 loại kiểu đen quy luật trội về hai đứa trẻ, và tối thiểu là 3 loại kiểu đen quy luật trội về hai đứa trẻ. Thì bạn nào cảm thấy là mình thuộc mình dễ hơn, hoặc là bạn nào suy luận dễ hơn thì tùy cái cách học của em ha. Chúng ta tới câu cuối cùng. Một loài thực vật lưỡng bộ, A lớn thân cao, A nhỏ thân thấp, B lớn hai đỏ, B nhỏ hai trắng. Hai cặp gen này đều nói sẵn là cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể và không hề bị gen rồi nha. Vậy thế hệ B cao trắng thuần chủng, thì cao trắng thuần chủng không phải là kiểu như này. Thụ phấn cho các cây cùng loài là thụ phấn với cây gì cũng chưa biết, tạo ra F1 mà F1 của mỗi phép mai đều là tỷ lệ một cao đỏ một cao trắng F1 nha, như này. Vậy thì là nếu mà xét về chiều cao á thì nó phải ra toàn cây cao, còn xét về màu hoa thì phải ra một đỏ một trắng. Vậy thì để ra toàn cây cao thì nó phải là hoặc là e lớn e lớn là e lớn e lớn, hoặc e lớn e lớn là e lớn e nhỏ, hoặc e lớn e lớn là e nhỏ. Được chưa? Bạn nào cảm thấy chưa được thì nhìn lại 6 phép lai cơ bản sẽ thấy. Còn để ra một đỏ một trắng thì bắt buộc chỉ có một phép lai là b lớn b nhỏ lai b nhỏ b nhỏ. Thế bây giờ ta chốt cố định làm b của mình là một bên nó đã là e lớn b nhỏ là e lớn b nhỏ, tức là cố định một bên nó phải là cái này là nó cố định rồi nhá, và cái thằng b nhỏ này là nó cố định rồi. Vậy thì em ghép tiếp bên còn lại là nó sẽ là e lớn b với b lớn b nhỏ. Đây thì ta được phép lai này này. Thấy không? E lớn E lớn đi với lớn B nhỏ. À, cái tiếp thứ hai là E lớn E nhỏ đi với B lớn B nhỏ. Thì E lớn E nhỏ, E lớn E nhỏ, E lớn E nhỏ mà đi với B lớn B nhỏ đó. À, thì ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là E lớn B lớn trên E nhỏ B nhỏ. Và cách thứ hai là E lớn B nhỏ trên E nhỏ B lớn. À, và cái cuối cùng là E nhỏ đi với B lớn B nhỏ. À, thì ta được cái thằng này. À, à, vậy thì chúng ta có tất cả bốn phép lai thì chúng ta lựa A. Đấy. À, thế là chúng ta đã dạy xong ha. Và hình như là cũng 1 tiếng rưỡi, hơn 1 tiếng rưỡi. Mà em thấy là này, đại 30 câu đầu tiên thì một tí là sao mà 30 câu đầu tiên cực nhanh, 10 câu tao nó hơi bị lâu. À, vậy thì chúng ta cố gắng, chúng ta rèn luyện nhé, rèn luyện để chúng ta dạy nhanh thì chúng ta mới dạy kịp được. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em ở những cái video dạy bài tập tiếp theo nha.